Mạnh Hùng xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm trước vườn hồng Hùng Thịnh có đốn tỉa cây hoa hồng. Thì Mạnh Hùng có nói là bước tiếp theo là mình cần phải cải tạo đất và bón phân kích rễ, rồi thúc mầm nó như thế nào. Thì hôm nay Mạnh Hùng sẽ tiến hành làm để cho quý vị và bạn xem. Mạnh Hùng sẽ tiến hành làm trên cây trồng ở ngoài đất và trên cây trồng trong chậu cho quý vị và bạn xem nhé. Xin mời quý vị và bạn đón xem. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là một cây hoa hồng leo Republic. Thì Mạnh Hùng ngày hôm trước đã đốn tỉa. Thì hôm nay thì sẽ tiến hành là sới gốc cho nó tơi xốp. Thì đối với những cái cây hoa hồng nào mà đất nó cứng, nó chặt thì chúng ta cần phải sới tơi xốp lên và chúng ta bỏ thêm chấu vào để cho đất nó xốp. Còn đối với cái cây hoa hồng này thì vườn hồng Thịnh cũng liên tục cải tạo nên đất nó khá là xốp, thì sẽ không cần phải cho thêm chấu nữa. Đó, thì đất quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là đất nó khá là xốp đây. Khi mình dở ra nó đất xốp rồi. Đào đào dưới nữa đi, mơi dưới nữa đi. Thì nó khá là xốp rồi. Nên là mình không cần chỉ cần sới lại thôi. Đó, sới hết lên. Cây để chứ, cây này để cho nó đẹp. Thì mình sẽ tiến hành sới cho nó xốp và đồng thời mình sẽ bón phân hữu cơ. Thì chúng ta có thể kiếm phân trâu, bò, lợn, gà, phân dơi, phân chuồng quế, hoai mục thì chúng ta rải vào đây. Thì thường cây này đối với những cái phân hữu cơ như vậy thì chúng ta có thể bón khoảng 5 cân với cái cây to như vậy. Đấy. Còn đối với chúng ta có thể bón phân hữu cơ mà đã qua xử lý và đóng gói bao bì của các hãng sản xuất phân bón. Chúng ta có thể bón theo liều lượng ghi ở trên bao bì. Đây Mạnh Hùng cũng bón phân đóng gói ở trong bao bì. Nên là cũng bón ít thôi chứ không bón nhiều như Mạnh Hùng vừa nói là bón đến tận 5 cân. Nhưng đối với cái phân mà chúng ta bón như phân trâu bò thì chúng ta có thể bón được khoảng 5 cân, thậm chí nhiều hơn vẫn được, nhưng tuy nhiên là không được ham bón nhiều đó. Sau đấy thì ngày mai sẽ tiến hành kích rễ. Thì Mạnh Hùng sẽ tưới Vita B. Thì với Vita B này thì cho hàm lượng ở trong đấy thì nó có các vitamin B1, B6, B12 và các axit amin. Đó, nó có cả kích rễ nữa. Có kích rễ NaA. Kích rễ rất là mạnh. Nó có các thành phần. Tuy nhiên là thành phần NaA nó chỉ là một phần trong những và nó có tổng hợp thêm những cái kia nữa. Đó. Đấy, chỉ lấy cái phân đen đấy. Giải ra đấy khoảng 5 nắm. Thì cái này thì phân Mạnh Hùng bón cái phân này là phân hữu cơ đóng gói trong bao bì, thì bón nó vào khoảng 5 lạng thôi chứ không có bón nhiều. Cái túi này là 2 cân. Túi này 2 cân. 5 lạng là hơi nhiều rồi. Đấy, xong rồi chị lấp vào là được. Đây Mạnh Hùng có tưới cái Vita B này. Vita B này. Thì cái này thì Mạnh Hùng tưới cứ 3 ngày một lần. Tưới được 3 lần thì cây nó sẽ bật mầm. Thì lúc đấy sẽ tiến hành thúc mầm. Thì chúng ta sẽ tưới kết hợp thêm 522. Vừa kích rễ vừa kích hợp thêm 522 này. Đấy, 522. Và định kỳ bổ sung thêm vi lượng nhé. 522. Thì cái này nó sẽ có hướng dẫn ở trên bao bì rồi, chúng ta làm theo hướng dẫn. Còn cái Vita B ấy, nếu mà chúng ta có sẵn cái B1 thì chúng ta cũng có thể dùng để đem tưới được, với liều lượng là 1cc cho 1 lít nước.
Còn cái 522 kia chúng ta đối với cây to này có thể cho 3-4ml trên lít nước luôn. Đấy. Cây nhỏ chúng ta cho 2ml thôi. Thì chúng pha ra để tưới. Tưới cho cây tuần một lần. Đấy là sau khi cây lên mầm để mình thúc mầm nhá. Còn bên trước mắt thì chúng ta chỉ cần tích rễ để cho cây nó khỏe cây thôi. Đấy. Đấy, như vậy là Mạnh Hùng đã tiến hành cải tạo xong. Chúng ta chú ý cây trồng đất là chúng ta trồng nó mồm cao lên như thế này nhá. Đấy, quây gạch đá vào cho đỡ trôi đất. Mình tưới nước hoặc mưa nó không bị trôi. Đất luôn luôn tơi xốp như thế này thì cây nó mới tốt được nhá. Đấy, Mạnh Hùng sẽ đảm bảo với quý vị và các bạn là cây này sau khoảng 20 ngày sẽ nở mầm rất là đẹp. Thường thì Mạnh Hùng sẽ cây này sẽ tiến hành 15 ngày sau sẽ tiến hành tưới phân kích mầm. À, thúc mầm tưới bằng 522 đấy, 522 cứ tuần một lần tưới kết hợp với bón cả phân NPK nữa nhé, bón thêm phân NPK để cho nó thêm dinh dưỡng, thêm thức ăn để cho cây nó có cách ăn. Thì bây giờ Mạnh Hùng sẽ sang cái cây trên chợ để cho quý vị bạn xem là Mạnh Hùng làm như thế nào nhé. Đấy, sang đây là cây bụi, cây trồng ở trên chợ thì những cái đất nó khá là chặt cứng, trong chợ nó sẽ cứng hơn ngoài đất đấy. Chúng ta sẽ phải mơi đất xung quanh đi. Chúng ta bỏ cái đất cũ đi để tiến hành là cho đất mới vào. Cái đất mới thì đã tiến hành trộn rồi. Trộn trấu, trộn phân, trộn đất theo tỷ lệ đất là rất là tơi xốp. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy Mạnh Hùng trộn là 50% là đất, 30% là trấu và 20% là phân hữu cơ. Thì trong này có phân một ít phân gà với phân phân bò này, chủ yếu là phân gà. Đấy. Chiếm 20%. Phân gà lẫn một ít trấu nữa đấy. Đó, tổng hợp lại. Trộn đào đều lên, trộn đều lên và ủ lâu rồi. Khá là đảm bảo. Tiến hành bây giờ chỉ mình chỉ cần bổ sung vào đây thôi. Đây, thì chúng ta có thể mơi xung quanh. Thì cây này có bầu à? Cái cây này là Mạnh Hùng đặt cả bầu, em cũng không để ý. Đặt cả bầu để kiểu nhằm khi bán là nhấc bầu cho nó dễ, đỡ phải bê cả chậu đấy. Nhưng mà chúng ta cứ coi như đây không có bầu nhá, thì chúng ta cứ đào xung quanh đi, đào xung quanh lên đấy, xong chúng ta bổ sung cái đất mới vào, đào xung quanh nhá, mơi xuống dưới nữa nhá, sâu sâu xuống một tí, đứt dễ không có vấn đề gì. Chúng ta bổ sung thêm đất mới vào. Đó. Cũng có thể mình bón thêm một chút. Ở trong này đã trộn phân gà rồi chứ. Thì chúng ta cũng có thể bón thêm một chút cái phân hữu cơ đóng gói kia cũng được. Bởi vì trong đấy nó có những cái thành phần tốt hơn ở trong phân gà này. Đấy. Nhìn cho mới sạch. Thì cũng cho đất vào, bón phân hữu cơ vào và đồng thời tưới Vita B. Chúng ta có thể thay Vita B bằng B1. Sau khi nó lên mầm rồi, thúc mầm thì chúng ta tưới 522. 522 nếu chúng ta có phân cá hoặc là phân ủ đỗ tương thì chúng ta có thể thay thế bằng B1 cộng phân cá hoặc đỗ tương theo tỷ lệ khuyến cáo thì chúng ta tưới để thúc. Bởi vì cái 522 là cái phân bón nó giúp cho cây hấp thụ dinh dưỡng rất là tốt và nhanh để cho cây lên mầm khỏe. Đấy. Phân cá cũng vậy, phân đỗ tương vậy, nó có hàm lượng đạm nhiều thì nó cũng thúc mầm rất là khỏe. Nên là chúng ta có thể sử dụng để bón. Tuy nhiên là mình phải dùng phân chất lượng nha. Ở trên mạng quảng cáo rất là nhiều nhưng có thể người ta chỉ bán nước cho bạn chứ không phải là phân. Nên chúng ta phải lưu ý về vấn đề đấy. Kết hợp với và bón như vậy thì khi cây nó lên mầm rồi sau khoảng 20 ngày chúng ta có thể bón thêm phân NPK vào nhá. Thì là cây nó khá nhiều mầm rồi. Chúng ta phải bón thêm phân NPK thì nó mới có dinh dưỡng để nó nuôi cây, nuôi mầm, nó mới chắc khỏe được. Chúng ta chứ không nên tưới mỗi phân đậu tương không hay mỗi phân cá không thì cây nó sẽ yếu nhá. Rồi. Chị có thể cho sâu tí nữa đi. Thế này cho sâu tí nữa. Thế này phải sâu tí nữa nhá. Chúng ta mơi được xuống càng sâu càng tốt nhá. Đây là Mạnh Hùng để là ví dụ để cho chúng ta xem thôi. Còn bình thường cái bầu vải kia mình nên cắt nó đi, cắt bỏ nó đi và mơi sâu xuống để cho đất tốt. Sau đấy là mình phun phòng bệnh.
chúng ta phun phòng bọ trĩ và phun thêm mancozeb nhá, mancozeb để cho cái lá nó dày khỏe để bảo vệ sâu bệnh. Đấy, chúng ta phòng bệnh bằng mancozeb. Chúng ta có thể nhìn thấy trên lá cây của các nhà vườn ấy, lá nó màu xanh ấy, đấy là phòng nấm bệnh đấy, nó ít độc thôi, gần như nó cũng không có độc mấy đâu, nên là chúng ta phun là yên tâm để bảo vệ cây của mình không bị bệnh nhá. Đấy, và đồng thời kết hợp với cả thuốc bọ trĩ vào nữa, như vườn Hồng Thịnh là phun thuốc trĩ bệnh đại bàng đấy, thuốc này nó khá là hiệu quả. Thì Mạnh Hùng cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi, thì quý vị và bạn cũng đã nhiều và quý vị và bạn đã xem rồi, nên là chúng ta phòng bằng như vậy, chủ yếu là bọ trĩ với lại nấm bệnh. Thì nấm bệnh chúng ta phòng bằng mancozeb đó. Thế là vậy là xong quy trình. Thì khi nó bật mầm nhiều lên là ra nụ là ngắm hoa thôi. Thì sau khoảng 50 ngày là chúng ta được ngắm hoa rồi. Như cây này khoảng 50 ngày là được ngắm hoa rồi. Thì Mạnh Hùng sẽ quay lại kết quả sau để cho quý vị và bạn xem nhé. Xin chào quý vị và bạn và hẹn gặp lại.